Hai con, hôm qua mẹ bắt giận cho bé nào trước nhỉ? Giơ tay. À, là con. Ừ, rồi. Thế hôm nay tới lượt ai con? Hôm nay tới lượt ai nhỉ? Ồ, là Chuyên Chuyên. Ừ, đúng rồi. Ừ, đúng rồi. Giỏi quá. Rồi, thế Chuyên Chuyên lên nơi nằm đi con. Ừ, lên lên nằm đúng rồi. Lên nằm mẹ bắt giận cho nha. Ừ, giỏi quá. Ừ.